Em xin chào tất cả mọi người, xin chào quý khách hàng của chị Búp Bê Vĩnh Long. Hôm nay em tạo ra cái clip này để xin giới thiệu đến mấy chị trang web của shop em là dạybupbevinhlong.com. Và trang thứ hai của shop em đang bán đó là Shopee. Thì trên Shopee chúng em cũng có tên là dạybupbevinhlong.com. Thì em sẽ giới thiệu đến những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn khi mà mấy chị đặt hàng trên trang web và trên Shopee ạ. Trên trang web của shop em dạybupbevinhlong.com, khi mấy chị lên trang web đặt hàng sẽ được giảm giá ngay 10% tất cả sản phẩm luôn. Mặc dù là sản phẩm mới về nhưng vẫn được giảm giá. Và cái thứ hai rất là ưu đãi nữa, đó là được free ship toàn quốc luôn, miễn phí giao hàng toàn quốc ạ. Rất là hấp dẫn. Một số mặt hàng trên trang web của shop em dạybupbevinhlong.com còn được giảm từ 20%, 30% đến 50% luôn. Cái quan trọng nhất là giá bán ở trên trang web thì đó chỉ là giá niêm yết ban đầu thôi. Khi giao hàng hoặc là tính tiền thì lúc đó shop em sẽ giảm phần trăm xuống tùy theo sản phẩm được giảm giá là bao nhiêu phần trăm ạ. Hoặc là khi mấy chị săn hàng giá rẻ trên trang web của shop em dạybupbevinhlong.com thì mấy chị có thể tham khảo thử về giá và mình cũng có thể tự giảm giá xuống để mình xem cái sản phẩm đó là còn được bao nhiêu. Cái thứ hai nữa đó là sản phẩm của shop em trên Shopee. Thì có gì đặc biệt trên Shopee mà em phải giới thiệu? Đó là những cái sản phẩm mới nhất có tại cửa hàng giày búp bê Vĩnh Long. Tụi em sẽ đăng trên Shopee và bán với giá rất ưu đãi, rất là rẻ luôn. Và cái quan trọng nhất là sản phẩm được bảo hành keo vĩnh viễn và miễn phí ạ. Bây giờ em sẽ giới thiệu đến mấy chị tất cả sản phẩm của shop em nha, trên Shopee. Bây giờ xin mời mấy chị tham khảo ạ. Bây giờ bước tiếp theo em sẽ hướng dẫn mọi người vào trang Shopee và gõ cái trang chị búp bê Vĩnh Long của chúng em ạ. Khi mình lên Google thì gõ Shopee, em sẽ đi từng bước một tại vì thực sự có một số quý khách ở shop em thì chưa bao giờ lên mạng để mà đặt hàng, nên là em mới làm cái clip này để cho mấy chị dễ dàng mua hàng hơn khi mà mình ở nhà. Dạ, vào đây trên Shopee rồi thì mình sẽ gõ giày búp bê Vĩnh Long. Dạ đây, trang của chúng em giày búp bê Vĩnh Long ạ. Sản phẩm đủ loại luôn. Dạ, như bây giờ mình sẽ đặt hàng cái mẫu giày lười này đi mấy chị ha. Thì mình sẽ click chọn vô nó. Dạ xong rồi, đây có giá nè, là 169.000. Về chất liệu của sản phẩm này thì mấy chị khỏi lo luôn á. Rất là đẹp mà êm nữa, mang nó rất là êm chân luôn. Rất êm chân luôn á. Cái đế của nó có độ dẻo, khi mà co duỗi khi mà đi á, mấy chị không có sợ bị đau bàn chân. Và mình đỡ bị mỏi chân nữa. Nhất là những tháng hè nè, mình cũng có thể chuẩn bị cho mình một đôi này để mình tung tăng đi du lịch. Dạ rồi. Size á thì ở trên cái phần bên phải dưới cái phần giá tiền là shop chúng em có để size luôn và cái màu sắc. Như cái mẫu này là em còn màu trắng nữa. Màu trắng nữa ạ. Màu trắng, dạ đây. Màu trắng. Có màu và có size ở trên đây luôn. Mấy chị đi xe máy thì mình sẽ click vào đó ha để mình chọn cái size của mình đi. Rồi bây giờ vận chuyển tới là ngay cái chỗ vận chuyển tới thì mấy chị địa chỉ ở đâu thì vui lòng gõ địa chỉ ở đây ạ. Và mấy chị sẽ được liên hệ để giao hàng. Dạ đúng rồi. Rồi phần đặt hàng và tham quan cái cửa hàng của shop
giày búp bê Vĩnh Long trên Shopee là đến đây ạ. Thì em sẽ cố gắng để làm vài clip nữa giới thiệu về sản phẩm của mình. Khi mà có nhiều mẫu mới up lên, hoặc là sau mỗi lần shop em up sản phẩm lên trang web á, thì em sẽ làm một cái clip để giới thiệu về sản phẩm của shop em cho tất cả quý khách hàng lựa chọn ạ. Đây là trang web mấy chị ha, giày búp bê Vĩnh Long .com. Rất là nhiều sản phẩm. Thì trên đây chúng em có hai cửa hàng, một cửa hàng ở Sa Đéc và một cửa hàng ở Vĩnh Long. Mấy chị có thể vô đây để mình chọn những cái mục hàng hóa mà mình cần đặt á, mình đích vô để mình xem hàng. Cái này em có like vài clip để hướng dẫn cho mấy chị rồi. Dạ rồi, với cái clip ngày hôm nay thì đến đây thôi. Em sẽ cố gắng mỗi một lần mà up sản phẩm hàng mới lên á, thì em sẽ giới thiệu cho mấy chị ạ. Xin chào, cảm ơn tất cả mấy chị rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý khách hàng của giày búp bê Vĩnh Long ạ.